Em Thảo Đầu Bẫy gửi lời chào các bác. Đây là cái lồng lò xo 60 trên 1m1, mẫu lồng chuyên dành cho các bác đi bắt cá nhé, bắt cua. Đây là mẫu lồng kích thước to, chiều dài của nó là 60cm và chiều bề mặt của nó thì sẽ là, bề mặt là 60, chiều dài sẽ là 1m1. Đây đây, cái lồng này nếu như các bác mà đi đặt cá ở đường cống nhá, sẽ có cả hai lối vào. Đây này, đây là cái hòm của nó. Cái hòm này các bác có thể đánh được con cá 4-5 cân. Thì bên cơ sở em là bên đại lý chuyên lồng lưới bắt cá, với cái số lượng rất là nhiều thì em đang chuẩn bị đóng hàng để gửi đi cho các bác. Thế bác nào mà đang quan tâm tới lồng ô, lồng lò xo các kích thước, liên hệ trực tiếp với đầu số điện thoại em để ngay cạnh video nhé. Cái lồng này, cái chất cước của nó đây các bác này, chất cước thì bên cơ sở em lúc nào cũng gửi tới các bác cái loại cước dù đẹp nhất, mắt 1,5 nhé. Mắt này là mắt bắt cá các bác ạ, bắt cá và bắt cua, ốc. Đấy, với những các bác ở miền sông nước thì các bác có thể đánh cá chuối, cá chê, cá rô đồng. Kích thước thì sẽ có đủ loại nhé. Thì bên cơ sở em là một đại lý chuyên cung cấp về tất cả cái mẫu lồng này. Hôm nay thì em cũng sẽ gửi tới các bác luôn cái mẫu túi. Đây là túi đựng cá nhé. Cái túi này vừa đựng cá vừa đựng tôm nhé. Đấy, các bác mà đi bắt cá bắt tôm mà đang cần tới cái mẫu túi này thì cũng liên hệ trực tiếp tới bên em nhé. Đấy, em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đây là cái túi đựng cá này. Và với những cái dụng cụ này thì bên em còn có rất nhiều những cái dụng cụ khác nhau để các bác nhà mình đi bắt cá, bắt tôm, bắt cua. Đây là cái túi đựng nhá. Cái túi này rất chỉ là rẻ, giá có mấy chục nghìn thôi một cái. Đây. Và lồng lò xo, lồng ô, đại lý em thì sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc nhé. Để bác nào mà đang có nhu cầu về lồng, lồng lưới, lồng ô, lồng lò xo hoặc là lồng bát quái, bát quái dài, bát quái ngắn thì bên em đều đầy đủ hết. Hôm nay thì chủ yếu là gửi tới các bác cái mẫu lồng lò xo và những cái mẫu lồng bắt cá khác nhau. Đấy, lồng này thì các bác ở trên mọi miền Tổ quốc đều có thể sử dụng được, nhất là các bác ở miền nước. Cái lồng lò xo này thì em cũng đây nhé các bác nhé. Đây là mẫu lồng lò xo. Lò xo này rất là to các bạn. 60 miệng 60, dài 1m1. Cái này thì em có đủ kích thước nhé. Ví dụ như các bác mà cần cái bẫy cua là cái nhỏ nhất thì bên em cũng có. Đấy, rất là đẹp đây các bác này. Đấy. Với cái lồng này thì giá trị của nó cũng không cao. Ví dụ như các bác mà mua những cái nhỏ thì giá của nó chỉ 30-40 thôi. Còn cái to thì giá của nó hôm nay thì cũng mới về, cũng chưa tính sổ được. Đợt hàng rồi có lúc lên lúc xuống các bác nhé. Còn đây là những bao lồng ô này. Đấy, các bác cần lồng ô 8 lỗ rất là nhiều. Cũng rất cảm ơn là các bác đã quan tâm và luôn ủng hộ tới bên shop. Đấy, các bác mà quan tâm tới lồng lưới bắt quá, các loại lồng ô, đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh các bác nhé, để đón xem tất cả những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em qua những cái đoạn clip ngắn như này. Chào và hẹn gặp lại các bác nhé.